ฮัลโหลฮัลโหลบ่งธรรมะทีวีชมกรุ๊ปบ่งโอนนักหนาตุกงงอักเนี่ยบาดเหล่าไงเสียลบ่งธรรมะบรรดาวิดีโอจูนบ่งโอนยังตุสนาเตียดนอวัดบุญแปรแพกบาดวัดบุญแปรแพกถัดเนอภูมิพึกถึงคมกุดตั้งสลับกับเจ้าทันแคดสกจังเราบ่งธรรมะนี่บรรดาวิดีโอจูนบ่งโอนยังตุสนาเราตุกงงเตียดเงี้ยนั้นปัดกระดาบบาดเฮ้ยหมอกแจ้งเหนาหน่อยจริงไอ้บ่งโจยบ่งโอนยังโจต่างอักเนี่ย Buổi chiều lại cập nhật cái tiếp tục nghe ngô chùa Bốn Mặt ha. Chùa Bốn Mặt có địa chỉ tại ấp Phước Thuận, xã Tân Quyền, Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Hoàn cảnh chùa Bốn Mặt thì có rất nhiều cây hồng nhung đó cả nhà. Thì sẽ tiếp qua tờ buôn bếp khác miền chợ đầu mà lại nghe chạy biên đó bằng vốn đầu mà nào đầu mà nó lại cài pinh chừng hay nó bằng vốn đến chỗ tu sân nào ngọt nè hay không lấy chuối chạy chuối lại chuối sốt phải làm vậy tự tu là bị đổ thay mà họ làm mới bị tốt hệ cho bạn mà có tiền bát à tại đây cũng xong một miếng cái nhà quá đẹp luôn. Anh hai tới lấy một tiếng nữa. Hai là tiếng nữa. Em ơi. Anh ấy đi kêu bẹt đá rồi đấy. Mằng hiên tới lấy bọn. Xong bên ha, xong bên này khóa lại gì nè. Này là một bên ha, bên bên kia phần nửa bên kia nữa. Khóa lại gì nè, nó có ni luôn ha, cũng rất là gọn ha. Rồi mặt hàng á, nó bẹt đá. Ủa chập đầu một ngày siêu thêm bẹt nả lửa tiết. Mỗi đó là mồm hơi. Đấy quần chập đầu thêm mà bẹt tiết à? Nhà nó hơi đo chiên bán rồi đấy. Sấy ra, sấy cầm đó. Ngày mai mới tháo cái nhà, cho nó có nì một ngày. Quá đẹp luôn. À, giờ này tới lẻ này lục củ của nó rộn tuốt lên đó. Trong trại này chuẩn bị ha. Lấy nì. Bò. Ngay phía xa. Khán ơi khán giả mời toàn chất. Thở cái nhà thở chính nè. Ô Hoàng Bi ngồi vô đâu. Cái là bà tên nó chú hơi á. Ta Vũ Hào. Vũ Hào. Vô lại nghe. Giật trăm. Lâu của bạp cũng chấp đâm có lực nát đang cân mật ha, dán mấy cái miếng dán nhảy đây cả nhà, đã hót cái một tên á, quá đẹp luôn, một tên hẹn chưa, phân hôn bảy hôn, ớ xin lỗi, phân bảy tắc, cả phân bảy tắc á, một tên. Cũng có nhiều khả nát. Vừa này lấy chỗ phần kê lương. Chào anh Tâm, anh lại lâu chưa? Anh lại tới à?
ở gần. Có ra Sóc Trăng không? Có ra Sóc Trăng chỗ Khang bữa nay cũng làm đó. Rồi miếng này xong rồi cả nhà ha. Anh ta đang này hơi ó hay lộ cho một cái bệnh đó. À na bên kia như ra nó rồi xuống một xong. Rồi hồi đi xem. Ông thầy ông cũng đang làm cái phần công lường để cho xong luôn cả nhà. Nát lên công một phần bát. Rồi sẽ điền thêm vào cái chóp. Lâu là khi hơi một tàn nữa nghe nè. Xong một miếng này đó. Thì cũng thơm mà cũng lại cập nhật thì cũng mong tất cả các bạn mình luôn đồng hành ủng hộ để theo dõi ha. Đó, xong rồi đó. Xong rồi khóa lại hết chân luôn nè. Khóa lại để cho nó lấy cái này cho nó đúng cái này của nó. Không có cho nó bị xê dịch. Xong rồi. Khóa lại thì xong rồi. Lòi chạp và bắt đầu mà sang chôi. Mà vô một tên mây mà quý. Hiện tại đang chuẩn bị thao vô trong cái nhà, chuẩn bị là đem miếng mới vào tiếp tục. Ngày mai mới bắt đầu làm tiếp. Hiện tại sư khiên cái nhà. Chắc rồi, xem ơi, xem bên cho đấm á. Bắt đầu khiêng vô ha, khiêng vô cho xong được rồi. Để bắt đầu chuẩn bị cột tiếp tục. Tháo ra hết á, bày vô chi nhỏ. Bày... lò chập ở đông này, bắt đầu khiêng vào hết nha, qua đông luôn. Rồi tay chân quá nhẹ luôn. Tại mà bà tên thấy xâm bộ một nữa nè. Bảo bố nói quá vui luôn rồi. Tụi ngô thì hô lên sáng nghe. Này là xong ha miếng này. Một tiền để bật hai ấy. Vậy là vậy mình nè. Chờ lộn. Lộn thế nha. Hồi đầu khi nó quay đầu lại. Bỏ cái ba rồi tẩu lại nghe. Mọi này tinh sân, mọi này tinh sân. Mọi tẩu này ạ, mọi tẩu này ạ, chỗ lùi. Mọi này mọi lách nữa, chỗ lùi. Hay nó thôi cái gọi bên bán. À mồm nè, mồm. Ừ. Không khơi nha, ngày xưa khơi nhau ấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thôi thì tiếp là mấy anh lấy ngươi lặng bắt đi. Hello các đại các bạn vô cái đó là nông nè này, tục nè. Này cái nhà bây giờ thì người đem vào bên trong này nha, xong ha. Đó. Thì nào gấp thì mới thợ tháo nó ra từ từ hoặc là tháo trước. Hiện tại đang cân chỉnh cho nó đều. Hello một người lăn rồi xong rồi xin. Hello siết cái đó xem sao nó tụi bòi về bán ta. Hiện tại cũng bắt đầu không chỉnh cho đều ha. Tại vì thôi cũng thơm mà cũng xin tạm dừng video ngắn đây ha. Cũng thơm cũng xin hẹn lập lại các bạn ở video tiếp tục ha. Chừng hình phòng thông bảo quân là gì ta bảo quân nên nó nè là tết sản nào lời kênh phòng thông tí thì trong một tòa video tiếp tục là bảo quân nên tôi sản nào thêm nào video mày một cái tên sổ mạo quân